Xin chào các bạn, loa Buxell QE Acoustic 3010i là mẫu loa mới nhất trong series 3000i mới được ra mắt. QE Acoustic đã rất thành công ở phân khúc loa Hi-Fi giá rẻ với sản phẩm mang tên là 3010. Ngay khi vừa ra mắt thì đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của các audiophile lẫn người tiêu dùng phổ thông. Những sản phẩm đóng mác QE Acoustic rất là nổi tiếng được ưa chuộng nhờ kết hợp 3 tiêu chí cơ bản, đó là chất lượng âm thanh, kiểu dáng và giá tiền hợp lý. Là cặp loa nhỏ nhất trong series 3000 từng giành được rất nhiều giải thưởng danh giá ở Anh Quốc, 3010 mang đến giải pháp cho những nhu cầu thưởng thức âm thanh hi-fi với setup gọn gàng và mức giá chỉ tương đương với những loa di động hoặc là bộ dàn compact nhỏ. Nếu sẵn sàng chi trả thêm để có chất lượng âm thanh tốt hơn thì phiên bản nâng cấp 3010i sẽ là sự chọn không thể chính xác hơn. 3010 được phát triển từ cặp loa đàn em rất ăn khách một thời, đó chính là 2010i. Tuy nhiên thì lại được ứng dụng rất nhiều công nghệ tiên tiến từ cặp loa đàn anh vượt trội về đẳng cấp, đó chính là concept 20. Ví dụ như là thùng loa đã được bo tròn 4 góc, vỏ làm từ MDF dày 15mm, riêng mặt trước và nóc thùng thậm chí còn dày gấp đôi. Không chỉ chống rung mà còn giúp triệt tiêu hiện tượng cộng hưởng trong thùng, vốn là một nguyên nhân gây ra méo tiếng, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng âm thanh. Với phiên bản nâng cấp 3010i, các kỹ sư của QE Acoustic đã thực hiện một số cải tiến để mang đến những trải nghiệm âm nhạc hoàn hảo hơn cho người dùng, mà số tiền vênh ra giữa hai cặp loa cũng hết sức là vừa phải. Sử dụng kết cấu và vật liệu như nhau, tuy nhiên thể tích thùng loa của 3010i lại lớn hơn 3010 25%, đủ để tạo ra sân khấu âm thanh rộng mở hơn, giải trầm xuống được sâu hơn nữa. Đây là cặp loa với hai đường tiếng, với củ loa mid bass 11cm, với nón loa bằng giấy, màng loa được làm từ sợi aramid da cường, vừa chắc chắn lại vừa linh hoạt, đáp ứng được hiệu suất hoạt động cao trong khoảng thời gian dài. Bên cạnh đó thì củ twist với kiểu vòm đồng tâm 2.5mm, với kết cấu treo độc lập, tránh bị nhiễu âm từ củ loa mid bass ngay khi cả hai cùng hoạt động. Loa chỉ có cọc đơn do không hề kén chọn âm ly, nghĩa là chỉ cần công suất khoảng 30W trở lên đủ để 3010 hát véo von. Tuy nhiên, lựa chọn chất âm thế nào thì lại phụ thuộc vào gu nghe của từng người. Các chuyên gia công nghệ thì đưa ra lời khuyên các âm ly hi-fi của Yamaha, NAT, Akam, Cambridge Audio, Rotel. Vậy hôm nay mình sẽ phối ghép 3010i với âm ly tích hợp Yamaha VKX-A50 để các bạn có thể thưởng thức được cái sức mạnh to lớn của cặp loa nhỏ bé này. Âm ly tích hợp Yamaha VKX-A50 sử dụng các giao thức kết nối không dây hay stream nhạc phổ biến hiện nay như Bluetooth, UPnP, DNLA, Apple AirPlay hay là tích hợp sẵn dịch vụ nghe nhạc trực tuyến Spotify Connect, và được phát triển riêng một công nghệ mang tên MusicCast. Ngoài ra thì Yamaha VKX-A50 đều có các cổng kết nối như là USB, Ethernet, cổng quang cùng các cổng đấu loa và subwoofer. Yamaha sử dụng chip giải mã DAC 9006AS cho cả hai sản phẩm này, cùng với bộ vỏ kim loại được thiết kế đặc biệt để tối ưu hiệu suất. Với mạch khuếch đại công suất cao 90W mỗi kênh, điểm hay của MusicCast là người dùng chỉ cần nhấn một nút có sẵn trên thân sản phẩm thì toàn bộ hệ thống sẽ khởi động và bắt đầu sẵn sàng chơi nhạc từ nguồn nhạc có sẵn, cũng như là kết nối với các loa cần thiết có ở trong mạng. Tính năng khác của hai sản phẩm này đó chính là Direct Mode, cho phép chơi nhạc Hi-Res 24bit 192kHz mà không bị xử lý bóp méo, chất lượng chân thực nhất. Tính năng Volume Adaptive EQ cho phép chỉnh bass chép theo mức âm lượng thích hợp để chơi buổi đêm với âm lượng nhỏ mà không lo bị thiếu bass. Advanced Bass hay là Extension để tăng cường bass khi sử dụng các loa nhỏ như là Q3010i. Còn Compressed Music Enhancer để tăng cường chất lượng âm nhạc nén như là nhạc MP3. Không ngạc nhiên khi mà 3010i đã ngay lập tức được các tạp chí uy tín hiện nay như Wattify chấm 5 sao và coi đó là một trong những cặp loa hấp dẫn nhất trong tầm giá $300, khoảng 6,4 triệu đồng. Kết hợp với những âm ly mang tầm và phù hợp với chất âm thì đây sẽ là lựa chọn tốt nhất cho các không gian nhỏ với chất lượng vượt trội các bộ dàn compact hay là loa di động với cùng chi phí. Có thể nhận ra rằng là 3010 thừa sức tái tạo lại sân khấu âm thanh sống động, giải trung hết sức là trong trẻo, giải trầm thì lại mạnh mẽ. Và bạn có thể đang bận tâm với những chiếc loa Bluetooth chỉ có thể phát ra âm thanh từ một hướng phổ biến trên thị trường hiện nay, và hoặc là bạn đang hướng đến một hệ thống âm thanh hi-fi stereo vượt ngưỡng của loa Bluetooth,
còn đang bị hạn chế về cái phần đấy. Thì đây là một hệ thống đáng để bạn quan tâm và tìm hiểu. Sau đây tôi sẽ tiến hành kết nối bộ Yamaha WXK50 cùng với lại một đôi loa 3010i để các bạn cùng thưởng thức. Sau đây mình sẽ cho loa thử sức với lại một các khúc nhạc trẻ để các bạn có thể cảm nhận rõ hơn.